Làm chui mùi cặp bưng. Ê, chẳng được chành thiết à. Ê, ê, ê. Đừng cho ăn mất thiết. Tông ốc nè nè tông ốc chân nó ngảnh nè tối với ốc chân bắt đầu mày chân ốc chân tụi bảo chặt đạn hay đấy chặt đạn thúng gì đạn thúng á chết rồi. Cái hàng tung ốc cái ba viết nè 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 tôi viết bọc bọc cái cá tắc à ui nó kia nó kia nó hàng tung ốc nó con về đấy à mế phân nào được phân mấy cái về trường ú thật là ngoan thầy ú cho con thầy miền con thấy miền mì à không mê thấy sao lươn mà cho bác lại. Ô.
con đi. Ui, con nào này. Ui, trời, trái cái tròn tiệt. Thầy khăm của nó. Ôi. Còn thực hiện. Ô. Ô. Đạt đạt thế nè. Ô cho mày. Ô, cơ nó. Nó nói không thực hiện. Thực hiện mà chạy chạy. Ô, thấy khám mà cơ nó tiết. Ô, anh đi thấy cái kia, cơ bao sát mày. Cho ta không bán đấy. Anh tục lo một chút, chất ban mầm lói. Ôm chuột cuốn. Ê. Mà chỉ bóc nè. Bóc lột bắt rồi. Trời ơi, nó lấy nè. Mà ưu bóng. Thấy cái nào? Thấy cái nào. Ô, lòng mau khắp. Ôi, cho mơ thấy nè. Nó thấy hóm. Thấy cái nào? Ô, của tôi sẽ áp tiết à. Ô, quá lôi lôi mày. Ôi, mày chụp bọc cũng cục món nữa. Ô. Ừ. Ô, anh đi qua lôi mày. Chứa này này. Cầm. Mầm lói. Sần này là chóng. Chóng này. Chai này. Chóng này là chai. Thầy cắm ban mầm lói. Nhiều khi biết bán lắm. Nghe chứ. Cầm mắt ấy nè. Đây đây bỏ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.